Bị cáo có ý kiến gì? Thôi, bị cáo ngồi xuống. Hội đồng xét xử đã nghị án và đã thông các bản án. Những cái nội dung khác thì nếu bị cáo có ý kiến thì có thể làm đơn gửi đến các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết trong nội dung khác. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã thông qua bản án. Thay mặt hội đồng xét xử, thì chúng tôi sẽ công bố bản án với các bị cáo. Do bản án dài, thì hội đồng xét xử yêu cầu những người tham gia tố tụng là giữ gìn nội quy phiên tòa. Và trong trường hợp ai mà có hành vi gây rối, gây mất trật tự phiên tòa, yêu cầu các đồng chí cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp đưa ra khỏi phòng xử án luôn. Bản án dài, nội dung bản cáo trạng đại diện viện sát đã công bố tại phần đầu phiên tòa và cũng đã tống đạt cho các bị cáo vì đấy nội dung của cáo trạng hội đồng xét xử không đọc lại. Yêu cầu những người trong phòng xử án đứng lên. Hội đồng xét xử công bố bản án. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: thẩm phán chủ tọa phiên tòa ông Vũ Quang Huy, thẩm phán ông Nguyễn Ngọc Huân, các hội thẩm nhân dân ông Tạ Quốc Hùng, bà Bạch Thị Kim Loan, bà Hồ Thị Xuân Hương. Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa các ông Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Việt Hùng, thư ký tòa án. Đại diện Viện Kiểm sát dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa có các ông bà Đỗ Mạnh Quang, Lê Huy Hoàn, Nguyễn Thị Trâm, Tưởng Mạnh Toàn, Đỗ Minh Tuấn, kiểm sát viên. Từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án dân thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đã thụ lý số 133 ngày 21 tháng 4 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án xét xử sơ thẩm số 283 ngày 22 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo. 1. Phạm Trung Kiên, giới tính nam, sinh năm 1981 tại Thái Bình, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phòng 9B2 tập thể Phương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại 408 tòa R1 sảnh A, khu Royal City 82 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nghề nghiệp nguyên thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên là đảng viên đã bị khai trừ đảng. Trình độ văn hóa lớp 12/12, con ông Nguyễn Ngọc Đại, con bà Vũ Thị Bột, có vợ là Đỗ Thu Trang, có hai con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2012, tiền án tiền sự không, bị bắt tạm giam từ ngày 14 tháng 4 năm 2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 2. Bị cáo Vũ Anh Tuấn, giới tính nam, sinh năm 1979 tại Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tại số 1A, ngõ 559, Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nghề nghiệp nguyên cán bộ Cục Cảnh quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị khai trừ đảng. Trình độ văn hóa lớp 12/12, con ông Vũ Huy Cấn, con bà Bùi Thị Ánh, có vợ là Dương Thúy Bình, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt tạm giam từ ngày 14 tháng 4 năm 2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 3. Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974 tại Hà Nội, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tại phòng 2312, tòa A, tổ dân phố Golden Palace, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nghề nghiệp nguyên cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, đảng phái chính trị, nguyên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị khai trừ. 12/12, con ông Nguyễn Văn Việt, con bà Đặng Thị Hồng Kỷ, có chồng là Trần Hữu Tráng, đã ly hôn, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 28 tháng 1 năm 2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 4. Tô Anh Dũng, giới tính nam, sinh năm 1964 tại Nam Định, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 40 tổ 4 xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chỗ ở tại phòng 1107 tòa E4, Siputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Trình độ văn hóa lớp 12/12, con ông Tô Văn Trác, con bà Trần Thị Bảy, có vợ là Trần Phi Nga, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt tạm giam từ ngày 14/4/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 5. Đỗ Hoàng Tùng, giới tính nam, sinh năm 1980 tại Hà Nội, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 12 ngõ 4X26, phố Phương Mai, phường Khương Mai, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội, chỗ ở tại căn hộ 1706 tòa B, chung cư Sky City Tower 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên cục phó, cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, đảng phái chính trị, đảng viên đã bị khai trừ đảng. Con ông Đỗ Doãn Thuật, con bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, có vợ là Phạm Thị Lan Anh, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 28/1/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 6. Bị cáo Vũ Sĩ Cường, giới tính nam, sinh năm 1986 tại Hưng Yên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 15 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nơi ở tại 85 ngõ 343, đội Cấn, tổ 5, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị khai trừ đảng. Con ông Vũ Thanh Hùng, con bà Nguyễn Thị Tâm, có vợ là Nguyễn Thị Thanh, con lớn có hai con. Con có hai con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2016, bị tạm giam từ ngày 25/7/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 7. Bị cáo Trần Văn Dự, giới tính nam, sinh ngày 30/12/1961 tại Thái Bình, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 206 phố Hoàng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nơi ở tại phòng 1405, chung cư Chợ Mơ 459C, Bạch Mai, phường Chương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đảng phái chính trị, đảng viên đã bị khai trừ đảng. Con ông Trần Văn Xỉu, con bà Phạm Thị Bốn, có vợ là Đào Thị Thanh, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 25/7/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. Giới tính nam, sinh năm 1979 tại Quảng Nam, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tại 186 đường Thái Phiên, khối 6, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo quyết định số 904 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trình độ văn hóa lớp 12/12, con ông Trần Hòe, con bà Thái Thị Màu, có vợ là Nguyễn Thị Thanh Tình, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 31/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 9. Bị cáo Nguyễn Quang Linh, giới tính nam, sinh năm 1974 tại Hà Nội, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở tại 41 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên trợ lý phó thủ tướng, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị khai trừ đảng. Tiền án tiền sự không, con ông Nguyễn Quang Ước, con bà Phan Mai Phương, có vợ là Trần Thị Hồng Hà đã ly hôn, có hai con, bị bắt từ ngày 27/9/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 10. Nguyễn Tiến Thân, giới tính nam, sinh năm 1980 tại Hà Nội, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tòa B, tổ hợp Sky City 88 Đăng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi ở tại phòng 1512, chung cư Sky City 88 Đăng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, nghề nghiệp nguyên chuyên viên vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị khai trừ đảng. Con ông Nguyễn Chính Thắng, con bà Nguyễn Thị Yến, có vợ là Mai Thủy Dương, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 16/8/2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 11. Nguyễn Thanh Hải, giới tính nam, sinh năm 1971 tại Hà Nội, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tập thể bệnh viện 1, đường sắt, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, nơi ở hiện tại tại phòng 1904 S2B, chung cư Sun Grand Thụy Khuê, số 69B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế, văn phòng chính phủ,
đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị khai trừ đảng. Còn ông Nguyễn Xuân Mỹ, con bà Hoàng Thị Xuyến, vợ là Nguyễn Thúy Huyền, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 19 tháng 9 năm 2022, hiện đã bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 12. Nguyễn Mai Anh, giới tính nữ, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phòng 203B5 tổ 87 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nơi hiện tại tại phòng 503N02T, khu ngoại giao đoàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị khai trừ đảng. Còn ông Nguyễn Văn Dân, con bà Bùi Thúy Lan, có chồng là Đào Văn Minh, có hai con, tiền án tiền sự không, bị bắt từ ngày 25 tháng 7 năm 2022, hiện đang bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 13. Bị cáo Nguyễn Hồng Hà, sinh năm 1964 tại Hà Nội, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 8 Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, nơi ở tại phòng 23, ngõ 127, Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, nghề nghiệp nguyên tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, đảng phái chính trị, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị đình chỉ xuyên hạ đảng.